Chào các bạn, hôm nay Giáo dục Nhà Việt xin hướng dẫn các bạn cách phân biệt hai phiên bản đồng hồ định vị trẻ em là phiên bản đồng hồ định vị sử dụng công nghệ NPS và phiên bản sử dụng định vị vệ tinh GPS. Thì về mặt hình thức, các đồng hồ này đều không có gì khác biệt cả, chỉ khác biệt về mặt tính năng. Ví dụ đây ta sẽ so sánh hai đồng hồ là đồng hồ DF25 và đồng hồ A25. Do hình thức giống hệt nhau, các bạn có thể quan sát là đây là màu xanh dương và bên này cũng là màu xanh dương. Thì cái phiên bản bên này là phiên bản DF25 thường và phiên bản bên này là DF25G. Chúng ta thấy là về mặt hình thức không khác gì nhau cả, giống hệt và rất là dễ gây sự nhầm lẫn với người mua. Rất nhiều nhà bán hàng người ta vẫn bảo là cái phiên bản thường này là phiên bản định vị GPS, nhưng mà không phải như vậy. Vì cái phiên bản định vị GPS thì cái sai số nó chỉ từ 5m cho đến 50m, còn phiên bản NPS thì sai số lớn hơn, nó sai số từ 100m cho đến 1 cây số. Thì bạn nào mà mua thì phải để ý cái vấn đề này, vì giá thành của cái phiên bản GPS bao giờ cũng cao hơn. Thế để phân biệt nó thì chúng ta sẽ phải bật nó lên. Đây, chúng ta sẽ bật hai cái phần mềm, hai cái đồng hồ lên. Giao diện cũng tương đối giống nhau. Và các bạn sẽ thấy thực sự khác biệt. Cái phiên bản bên trái này là định vị bằng NPS, còn phiên bản bên phải là định vị bằng GPS. Ở phần màn hình chính thì chúng ta thấy là bản có GPS hiện thêm cái loa giữa cái biểu tượng sóng và biểu tượng vị trí, là có thêm cái loa. Vậy là chúng ta có một cách để phân biệt. Ngoài ra về mặt tính năng cũng tương tự, chúng ta thấy có phần quay số, phần danh bạ, phần gửi tin nhắn thoại. Và cái phiên bản mà có GPS sẽ có thêm hai tính năng là tính năng kết bạn và tính năng đếm bước. Còn cái phần đồng hồ định vị bằng NPS thì không có. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu và phân biệt được bằng cách là chúng ta mở phần mềm lên và kiểm tra cái giao diện có hai cái tính năng là tính năng đếm bước và tính năng kết bạn, là có thể khẳng định cái đồng hồ này là có định vị bằng GPS, còn phiên bản định vị bằng NPS là không có. Ngoài ra thì có một khác biệt nhỏ nữa là cái phần loa ở trên này, là bản GPS thì có thể hiện cái hình loa. Đấy, thì các bạn dựa đây các bạn có thể phân biệt được. Có chức năng đếm bước. Tương tự vậy, ta sẽ xem cái đồng hồ A25 có gì khác biệt không. Thì đây là phiên bản A25 NPS và phiên bản 25 GPS. Đây là NPS, còn đây là GPS. Về mặt hình thức không khác gì nhau cả. Cũng có sạc kẹp, rồi nút bấm, rồi camera phía trước vân vân. Khe SIM. Và chúng ta chỉ phân biệt được khi là chúng ta mở cái giao diện lên, chúng ta bật cái phần đồng hồ lên. Bước đầu thì rất giống nhau. Nhưng ở phần giao diện này các bạn sẽ thấy có một số sự khác biệt.